Mến chào tất cả các em học sinh khối 10 trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nguyễn Huyến, trường tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lê Thánh Tông. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp chương trình sinh học lớp 10. Các em học sinh thân mến, ngày 31 tháng 12 năm 2019, thế giới đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do dịch SARS-CoV-2 hay là virus Corona COVID-19. Đến nay ngày 5 tháng 5 năm 2021, thế giới đã ghi nhận hơn 157 triệu ca nhiễm COVID và đã có hơn 3,2 triệu người tử vong do cái bệnh này. Chính phủ các quốc gia trên thế giới đã tiến hành đáp trả nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân cũng như nhóm cộng đồng trên toàn cầu, bao gồm hạn chế đi lại, phong tỏa kiểm dịch, ban bố tình trạng khẩn cấp, sử dụng lệnh giới nghiêm, tiến hành cách ly xã hội, hủy bỏ các cuộc sự kiện đông người, đóng cửa các trường học, đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài, đồng thời chuyển đổi mô hình kinh doanh hoạt động làm việc từ truyền thống sang trực tuyến. Như chúng ta đang học chương trình K12 online, đây cũng chính là cách chúng ta đang phòng dịch chính cho bản thân và cho xã hội. Tại sao virus lại lây nhanh như vậy và quá trình xâm nhập của virus vào trong tế bào vật chủ, chúng được nhân lên như thế nào? Để hiểu được vấn đề này, thầy mời các em tìm hiểu qua phần bài 30 sự nhân lên của virus trong tế bào vật chủ. Bài này thầy giới thiệu các em nội dung chính có phần 2 phần. Phần 1, chu trình nhân lên của virus. Phần 2, chúng ta tìm hiểu về bệnh HIV là bệnh S. Thầy mời các em tìm hiểu qua phần 1 là mã chu trình nhân lên của virus. Các em quan sát đoạn băng sau và cho biết chu trình nhân lên của virus gồm những giai đoạn nào. Mời các em quan sát đoạn băng. Ở bài 29, các em tìm hiểu về cấu trúc của các loại virus. Chúng ta đã biết là tất cả virus đều cấu trúc bởi hai thành phần cơ bản, đó là lõi acid nucleic, tức là hệ gen, và vỏ là protein, gọi là capsid. Chúng được bao bọc bên ngoài để bảo vệ acid nucleic. Phức hợp hai thành phần acid nucleic và vỏ capsid, gọi là nucleocapsid. Các em đem xem, đây chính là virus ký sinh động vật. Hình ảnh các em xem, đó chính là virus ký sinh vi khuẩn, hay người ta gọi là Pfizer, thể thực khuẩn. Hãy xem chu trình nhân lên của nó gồm những giai đoạn nào. Như vậy, qua hai đoạn băng vừa qua, các em theo dõi thì các em có thể thấy được rằng chu trình nhân lên của virus gồm 5 giai đoạn. 1 là hấp thụ, 2 xâm nhập, 3 sinh tổng hợp, 4 lắp ráp và cuối cùng 5 là phóng thích. Để hiểu rõ từng bản chất từng giai đoạn một, thầy mời các em đi tìm hiểu phần đầu tiên, giai đoạn 1, sự hấp thụ. Hãy nhìn vào hình ảnh động trên màn hình. Chúng ta thấy virus ký sinh vào tế bào vật chủ bằng cách nào? Trên tế bào virus, chúng có gai gọi là glycoprotein. Và trên tế bào vật chủ có thụ thể, hai phần này phải có sự tương thích với nhau. Nhờ gai glycoprotein của virus động vật và gai đuôi phải đặc hiệu với thụ thể bề mặt tế bào, từ đó virus mới bám một cách đặc hiệu lên thụ thể bề mặt tế bào được. Vậy sự bám đặc hiệu của virus trên bề mặt tế bào này có ý nghĩa gì? Mỗi loại virus chỉ có thể xâm nhập vào một loại tế bào nhất định. Thầy lấy ví dụ, đối với lại virus HIV, chúng chỉ xâm nhập vào tế bào máu, tế bào lympho T. Còn đối với lại virus COVID-19, chúng sẽ xâm nhập vào niêm mạc tế bào hô hấp. Giai đoạn 2, xâm nhập. Sau khi chúng neo bám trên tế bào vật chủ và sẽ xâm nhập vào trong tế bào vật chủ bằng cách nào? Mời các em theo dõi hình ảnh trên màn hình. Chúng sẽ xâm nhập bằng cách, đối với virus ký sinh động vật, sẽ xâm nhập
chúng đưa cả cái nucleocapsid, tức là toàn bộ của nó vào trong tế bào chất, rồi sau đó chúng là cởi bỏ cái lớp vỏ bên ngoài để giải phóng axit nucleic. Còn đối phay phay giờ thì enzyme lysozyme sẽ được tiết ra làm phá vỡ thành tế bào, sau đó chúng bơm axit nucleic vào tế bào chất, còn vỏ thì nằm bên ngoài. Giai đoạn 3, sinh tổng hợp. Các nguyên liệu và enzyme mà virus sử dụng có nguồn gốc từ đâu? Các nguyên liệu và enzyme mà virus tổng hợp nó có nguồn gốc từ tế bào vật chủ. Tế bào vật chủ sẽ cung cấp, sau đó virus sử dụng enzyme và nguyên liệu đó để tổng hợp lên gì? Tổng hợp lên axit nucleic và protein cho riêng mình. Một số trường hợp thì nó lại có virus enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp. Giai đoạn thứ tư, sau khi chúng tổng hợp được protein axit nucleic thì chúng sẽ tiến hành giai đoạn thứ tư là lắp ráp. Lắp ráp axit nucleic và protein vỏ để tạo thành một virus hoàn chỉnh. Và khi chúng nhân lên một số lượng lớn thì chuyển qua giai đoạn thứ năm, đó là giai đoạn phóng thích. Giai đoạn phóng thích là virus chúng sẽ phá vỡ tế bào chủ để ồ ạt chui ra ngoài. Thầy mời các em theo dõi hai hình hình A và hình B. Các em hãy so sánh sự khác nhau trong trường hợp hai hình A và B. Ở hình A, khi virus nhân lên mà làm tan tế bào gọi là chu trình tan. Những virus này gọi là virus rất độc. Còn khi ADN của virus mà gắn vào ADN của tế bào làm tế bào vẫn sinh trưởng bình thường thì gọi là chu trình tiềm tan. Những virus này gọi là virus ôn hòa. Thầy mời các em tìm hiểu của phần 25 mã HIV hay là AIDS. Trước khi tìm hiểu thì có một số thông tin về HIV AIDS tại Việt Nam. Tính đến hết ngày 15 tháng 12 2009, cả nước có trên 156.800 người nhiễm HIV đang còn sống, trong đó có 34.391 bệnh nhân AIDS còn sống và 44.232 người đã chết. Toàn quốc có 70,51 xã phường, 97,53 quận huyện và 63 trên 63 tỉnh thành phố đã có người nhiễm HIV. Việt Nam là nước thứ sáu, là nước đứng trên thứ sáu trên thế giới về số người nhiễm HIV. Hãy đừng nhìn vào con số mà hãy nhìn vào nguy cơ tiềm ẩn lây lan HIV theo thời gian, để cho thấy được là xu hướng HIV trên toàn cầu theo thời gian tăng càng ngày càng nhiều. Vậy thì HIV là gì? HIV là tên viết tắt của ba từ tiếng Anh. Người ta lấy ba chữ cái đầu tiên ghép lại thành tên HIV, tạm dịch là virus gây suy giảm miễn dịch ở người. Người bị nhiễm HIV mắc bệnh gì và bệnh có biểu hiện như thế nào? Đối với những người bị nhiễm HIV thì sẽ gây ra bệnh đó là AIDS, viết tắt hay người ta gọi là bệnh S. Đây là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh tạm dịch là làm giảm suy giảm hệ thống miễn dịch, hoặc là người ta viết tắt từ bốn từ tiếng Pháp là SIDA, với các biểu hiện là sốt kéo dài, sút cân, vàng da, tiêu chảy. Các em đang theo dõi, đây là một trong số biểu hiện của những người bị nhiễm HIV chuyển sang giai đoạn bệnh đó là bệnh S, giai đoạn cuối cùng. Tại sao virus HIV lại gây nên bệnh AIDS với các biểu hiện như vậy? Virus HIV sau khi vào trong tế bào, chúng sẽ gây phá hủy tế bào của hệ thống miễn dịch, đặc biệt là tế bào lympho T. Từ đó, cơ thể chúng ta mất và giảm đi khả năng miễn dịch, mắc bệnh. Và đó là trong những nguyên nhân để mà hội chứng suy giảm miễn dịch của cơ thể người. Vi sinh vật cơ hội là gì? Khi hệ thống miễn dịch của chúng ta suy giảm
thì các vi sinh vật khác lợi dụng cái cơ thể chúng ta miễn giảm miễn dịch đó mà để tấn công, từ đó có các bệnh. Bệnh đó người ta gọi là bệnh cơ hội, do vi sinh vật cơ hội gây ra. Các em cho thầy biết là ba con đường lây truyền HIV đó là con đường nào? Thứ nhất là máu, dùng chung các dụng cụ chích qua da với người nhiễm HIV, hoặc là truyền máu từ người đã có nhiễm HIV cho người lành. Thứ hai là tình dục. Đường tình dục khoảng 70-80% tổng số người nhiễm HIV trên thế giới là nhiễm qua đường tình dục không an toàn. Thứ ba là mẹ truyền sang con. Vậy thì đối tượng nào được xếp vào nhóm nguy cơ nhiễm cao? Tất cả mọi người đều có thể bị nhiễm HIV. Tuy nhiên, những nhóm đối tượng sau đây là những nhóm có nguy cơ cao. Thứ nhất là người tiêm chích ma túy. Thứ hai là phụ nữ hoặc nam giới hành nghề mại dâm. Thầy mời các em tìm hiểu phần tiếp theo. Đó là ba giai đoạn phát triển của bệnh. Các em hãy nhìn vào sách giáo khoa và cho thầy biết đó là ba giai đoạn nào. Qua tìm hiểu sách giáo khoa, chúng ta biết gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn sơ nhiễm hay là giai đoạn cửa sổ. Giai đoạn này kéo dài từ 2 tuần đến 3 tháng, thường là không biểu hiện triệu chứng hoặc là biểu hiện nhẹ. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn không triệu chứng, kéo dài từ 1 đến 10 năm. Lúc này số lượng tế bào lympho T, CD4 giảm dần theo thời gian. Giai đoạn tiếp theo, giai đoạn cuối cùng, giai đoạn biểu hiện triệu chứng S. Các bệnh cơ hội xuất hiện như là tiêu chảy, viêm da, xương hạch, lao, ung thư, mất trí, sốt kéo dài, đặc biệt là giảm cân, cuối cùng dẫn đến cái chết. Vậy thì làm sao để chúng ta phòng ngừa bệnh? Chúng ta có thể phòng ngừa bệnh bằng cách thứ nhất là chúng ta phải hiểu biết về bệnh. Hiểu biết bằng cách nào? Chúng ta không được dùng chung các vật dụng cá nhân như là bàn chải đánh răng, dao cạo râu, đồ bấm móng tay, không dùng chung bơm tim, áp dụng các biện pháp bảo vệ khi tiếp xúc với dịch máu của cơ thể, thực hiện truyền máu an toàn, sống lành mạnh, không quan hệ tình dục bừa bãi. Nên quan hệ tình dục an toàn bằng cách sử dụng bao cao su chất lượng và đúng cách. Bao cao su ngoài tác dụng biện pháp tránh thai ra, nó còn là một trong những cái biện pháp hữu hiệu an toàn để mà tránh lây lan các bệnh qua đường tình dục, trong đó có HIV. Đối với phụ nữ mà chuẩn bị mang thai, trong những tháng đầu nên xét nghiệm về HIV để biết tình trạng của mình càng sớm càng tốt để bác sĩ kịp thời tư vấn. Chúng ta phải loại trừ tệ nạn xã hội, đặc biệt là không nên đối xử kỳ thị với những người nhiễm HIV trong cộng đồng. Đặc biệt là vệ sinh y tế trong công tác phòng chống. Các em thân mến, thầy cùng các em đã tìm hiểu xong nội dung bài 30 sinh học lớp 10. Sau khi chúng ta xem clip này xong, chúng ta vào trong mục trả lời câu hỏi trắc nghiệm và đồng thời chép cái nội dung chính của bài vào trong tập. Mến chào tất cả các em, chúc các em luôn mạnh khỏe